Chơi sao? Thằng cha 6 giờ chết tiệt. Trời. Biết cái gì? Trời ơi. Biết cái gì mà xí cho chuyện gia đình người ta? Con bay đặt lên mặt giải đời. Biết cái gì mà giải đời? Thôi trời ơi. Giải đời. Ông á thiệt tình mới gây lộn với ông Sáu phải không? Ông với ông Sáu á, hai cha hễ mủ rượu với nhau rồi á, rượu vô lời ra là cãi lộn với nhau hà. Chi cho mệt vậy không biết hà. Nè, uống miếng nước trà đi cho tỉnh. Tôi tức chứ. Chả lấy tư cách gì cho dạy đời tôi? Lấy tư cách gì dạy đời tôi? Đúng rồi, ông không có tư cách gì hết á. Uống ly đi. Rồi xong chưa? Đi vô nghỉ đi nha. Thiệt là mệt rồi, đi vô nghỉ. Rồi, nghỉ. Nghỉ chưa? Nghỉ. Rồi. Nghỉ vô nghỉ đâu nghỉ? Đi vô trong này nghỉ ngơi chứ đi đâu? Đi thì đi ngã nào? Đi ngã này chứ ngã nào? Đi ngã này là đi ngã này. Trời ơi, xài xỉn gây lộn gây lạo mắc mệt hả? Ủa má, vậy là nhậu hay gì nữa hả má? Nhậu, gây lộn với ông Sáu nữa đó. Còn mày nữa. Sao má? Sao không rủ thằng John đi uống cà phê đi? Hay là đi dạo vòng vòng sớm sớm đi? Hồi coi tivi làm gì? Con đã nói với má rồi, là con không có muốn rủ rê anh đi chơi nữa. Mà sao má cứ nói hoài à? Không muốn cũng phải muốn, không thích cũng phải thích. Mày không được cãi lời tao. Con đã nói với má rồi, là anh John Han đã yêu người khác rồi má à. Chuyện của anh hai má đừng có xen vô nữa. Con không có muốn con với má cãi nhau về chuyện này hoài đâu má. Thôi con đi ngủ á. Trời đất ơi, má trầm ngâm suy tư rồi tưởng sao má đòi đi ngủ. Sao ta? Tự nhiên à, bây giờ lại yêu con Hạnh. Mình phải tìm cách nào đây? Để cho anh Bảy biết chuyện, thử coi thằng John với con Hạnh còn yêu nhau được nữa hay không. Anh Bảy Mỹ. Đây, anh Bảy Mỹ đây. Alo. Dạ, anh Bảy đó hả? Alo. Em là vợ của anh Ba Còi nè anh Bảy. Dạ. Ba Còi. Anh ngạc nhiên đó hả? Dạ đâu có gì đâu. Thỉnh thoảng em bổn phận làm vợ, em cũng phải có trách nhiệm gọi điện thoại hỏi thăm bạn của chồng chứ. Dạ. Em khỏe không? Dạ em khỏe. Dạ em khỏe. Gia đình em khỏe. Bà con lối xóm dòng họ em đều khỏe hết á. Dạ. Còn gia đình anh sao? Khỏe. Khỏe hết hả? Vậy em cũng mừng. Dạ. Dạ thưa anh Bảy. Dạ anh đừng thắc mắc là tại sao em gọi cho anh nha. Dạ em vô vấn đề chính. Anh đừng cắt ngang lời em. Anh mà cắt ngang lời của em là em quên hết trơn hết trọi hả? Dạ. Dạ thưa anh Bảy, chuyện là như vậy. Em nói thật lòng, con cái của anh Bảy á cũng như là con cái của em vậy đó. Dạ em thương tụi nó cũng như là con ruột của em vậy đó anh. Em báo cho anh một tin rất là quan trọng. Anh coi mà ngăn chặn nha anh. Cho anh con của anh á. Nghĩ sao vậy? Gái đàng hoàng, gái hiền lành nó không yêu, nó lại yêu con gái nạ dòng. Dạ trời ơi, em nói em can ngăn mà nó không chịu đó anh. Dạ. Cô đang nói con trai tôi hả? Dạ. Thì em nói về thằng John Hai, con của anh đó. Tôi không có thằng con trai nào tên John hết. Mà dạ sao? Có một thằng tên Tỏn. Anh không có thằng con tên John mà có thằng con tên Tỏn hả? Ừ. Dạ Tỏn nào? John mà. Dạ. Anh có phải là anh Bảy bên Mỹ không? Tôi là Bảy, ở Mỹ Tho. Hả? Bảy Mỹ Tho? Ủa sao chồng em lưu danh bạ là anh Bảy Mỹ Tê? Là Mỹ Tho đó cô. À dạ em hiểu rồi. Dạ dạ em xin lỗi anh. Dạ không có gì hết á. Dạ 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 không dạ chào anh. Trời đất ơi, thằng cha chồng của mình Bảy Mỹ Tho thì đề Bảy Mỹ Tho đi. Mày đặt Mỹ Tê, Bảy Mỹ Texas. Thiệt tình có chữ HO thôi mà cũng kẹo nữa. À quên, không phải là Mỹ Tê mà là Bảy USA. Đây. Bà ơi. Dạ. Anh Trọng ơi, có chuyện nhờ chút anh Trọng ơi. Có chuyện gì đây anh Ba? Anh Ba ơi, số nó làm vậy. Anh Ba đây, anh muốn cầm chiếc xe này nè. Anh tính cầm nhiêu đây? Cái giá mà cao nhất anh có thể cầm được. Bác Ba, chuyện gì vậy bác?
Thôi thôi anh vô trong chút xíu nha. Có gì tôi vô, tôi vô tôi gặp anh nha. Con qua đây, qua đây. Nó làm vậy hiểu không? Đó, cái chuyện đó là vậy đó. Theo con nghĩ, bác không cần phải đáp ứng như nhu cầu của thơ đâu. Bác mà còn làm như vậy, cô ấy sẽ được nước làm tới. Rồi sau này nếu bác mà hết tiền, cô ấy sẽ đưa những cái bằng chứng đó ra, tiếp tục uy hiếp bác. Nhưng mà nếu bây giờ không đáp ứng yêu cầu của cổ, thì cổ đem cái chuyện này nói với vợ của bác, thì lúc đó là chết luôn đó con. Nè con ơi, nè, con ở ngoài cuộc còn sáng suốt hơn. Con coi coi có cách nào giúp giùm cho ổng đi. Con sẽ đi cùng với bác tới gặp cô ta. Nhưng mà có đem theo tiền không con? Vậy có phải cầm theo tiền không con? Dạ không cần gì hết. Rủ cô ta tức giận rồi cô ta đến nhà rồi sao? Dạ bác yên tâm đi, con có cách làm cho cô ta bỏ cuộc mà. Mình đi nha bác. Lấy xe đi. Nè, tía nói rồi đó, vô thu xếp đồ đi, chuẩn bị lên Sài Gòn đi. Trời ơi, con thương bé hai thiệt mà tía. Gì? Cái đó là tình cảm nhất thời thôi, hả? Mày mà lấy con bé hai là cả đời mày hối hận. Không có đâu, con không hối hận đâu, con quyết định rồi. Cái con đó, mày biết tánh tình nó lanh chanh y chang như má của nó à. Chưa đứng đã đi, chưa đi đã ngồi, chưa nói đã cười. Tía, bé hai bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi đó tía. Biết thương người nè. Rồi á, cái tính lanh chanh hồi đó bây giờ không còn nữa đâu. Con nói thiệt mà. Tía nói học là học kìa chưa. Cái chuyện của mày á, tía đã sắp đặt hết rồi, không? Mày á là mày phải lấy vợ nước ngoài. Ở bên nước ngoài á, có yêu đương gì đâu mà lấy. Con có biết ai bển đâu. Thì nó có cần gì khó đâu. Bây giờ mày cứ lo ở chuyện ở đây, rồi qua bên đó, xong từ từ mày đi học tiếp. Rồi có mày quen, mày quen xong rồi từ từ mày yêu, xong rồi mày cưới. Tại con không muốn xa tía chứ bộ. Mày muốn xa tía hả? Dạ. Chứ bây lên Sài Gòn mấy năm nay bộ về không xa tía hả? Thì thôi bây giờ lên Sài Gòn xa mấy năm nay rồi, bây giờ xa thêm chút đỉnh nữa có gì đâu. Nhưng mà con nói tiếng nghe nè. Từ đây mà lên Sài Gòn á, muốn về có mấy tiếng đồng hồ à. Đi qua bên nước ngoài bển á, gần nửa vòng trái đất, muốn về thăm tía cũng đâu có dễ. Có tiền cũng chưa chắc về được đâu á. Con không về được thì tía qua bên đó thăm con. Với lại con nhớ nè, con cứ ở bên đó một thời gian đi. Rồi con có gia đình rồi đó, xong rồi cái con bảo lãnh tía qua. Rồi cứ lúc đó gia đình mình đoàn tụ, có gì đâu. Nhưng mà... Mà cái gì? Không có nói nhiều nữa. Khi nào mà tía thu xếp thủ tục xong á, thì tính. Cái thủ tục á, thì tao đang lo, không? Nhưng mà cái trước mắt á, bây giờ mày phải lên Sài Gòn. Mày không được ở đây. Mày ở đây mày qua lại với con bé hai nữa phải không? Tao cấm. Không có mà tía. Nè, không có tía gì hết á. Tao cấm nha. Không có tía má má gì đây. Tía cái gì? Trời đất ơi, bác ngồi yên đó. Để bác ba giúp cho con. Dạ, cứu con với. Để tao cứu. Nó không yêu con bé hai mà ông bắt nó cưới con bé hai làm sao? Không phải. Con yêu bé hai. Không hả? Ở đâu sọt vô khùng vậy? Con yêu bé hai á, rồi tía con á không có cho con quen bé hai. Ủa tao nói lộn hả? Dạ. Nó yêu con bé hai mà ông nghĩ sao mà ông bắt nó không được lấy con bé hai. Nó không được yêu con bé hai. Rồi ông bắt nó đi lấy cái gì đâu mà từ lừa ở nước ngoài là sao? Nè, đúng không? Tôi không có lấy gì vậy rồi. Đúng không? Nè, không có đó. Tình yêu thì làm sao bắt con người ta cưới? Mình đẻ con mình ra, mình nuôi lớn lên. Nó có hạnh phúc quá thì mình cũng vui. Mình cũng cảm thấy mình hạnh phúc. Nghĩ sao mà bắt nó đau khổ, nó lấy cái người mà nó không yêu nó đau khổ. Thì lúc đúng đó chưa? Mình có cảm thấy là mình vui không? Đúng chưa? Chưa hết giờ nói tiếp nè. Nó là nó chưa đi qua bên nước ngoài, nó lấy cái người nước ngoài á. Nó lấy người da trắng hay da đen gì đó không cần biết. Nó không có cùng ngôn ngữ. Rồi lâu lâu nó mới gặp nhau, rồi nó qua bển, rồi nó mới ghét nô. Rồi tối ngày nó cứ ăn trứng không, bây giờ hộp gà ốp la, rồi ăn bánh mì đen. Đó là ông thấy cuộc sống nó có tội nghiệp không? Chưa nói hết. Trong khi đó ở tại nơi đây, ở tại vùng quê này, đúng không? Nó đang có một tình yêu. Một tình yêu này chân thật và đẹp đẽ. Thì mình làm cha mình phải ủng hộ cái tình yêu đó chứ. Mình làm cha cái kiểu gì mà kỳ cục vậy? Tôi hỏi thiệt ông nè, nó có phải là con qua mà không? Nó con tôi chứ đâu phải là con ông. Con ông mà tại sao ông đối xử với nó như vậy? Con bé hai nó có cái gì xấu? Bây giờ ông qua đây ông nói chuyện gì? Tôi buồn quá, tôi qua ông tôi chơi. Chơi thôi mà. Tôi nghe cái vụ chơi vậy tôi đổ đi tôi nói. Chơi.
bây giờ chơi phải không? Bây giờ tại sao ông nói cho tôi biết, tại sao ông không cho? Con tôi là tôi đang không muốn con tôi nó khổ. Sao, tại sao khổ? Nó dướng vô cái nhà đó tôi không có đồng ý. Làm gì mà nó khổ, nó con trai mà nó có mất mát cái gì đâu. Chừng nào nó là con gái mới là sợ mất mát. Trời ơi, nè, cái thằng này ông đừng có sợ. Ôi, nó đâu, có sức chơi, nó có sức chịu chứ. Nè, con trai nó mất cũng đậm hơn là con gái đó nghe. Sao nó mất đó là mất cả sự nghiệp luôn. Là thôi, tại tôi sao? Nói chuyện với ông. Là, tôi không nói chuyện với ông. Sự nghiệp. Bây giờ tôi nói rõ ràng là tôi không chấp nhận. Vậy? Bây giờ muốn nói chuyện với nó thì ông nói đi. Tôi đi lên. Đi đâu vậy? Tôi đi vô tôi ngủ. Ai vô viên cha nội, tôi qua đây tôi kiếm ông để nhậu. Đồ quỷ già. Tôi không nhậu với quỷ già khùng. Không cái gì. Ở đây nè, con của người ta biết. Sao? Nó đi bậy bạ rồi nó na cái bụng bầu về là ông ăn à, ông ăn à. Trời ơi, na bụng bầu cái gì? Nó tự thì nó phải biết chứ. Bây giờ người ta văn minh, người ta hiện đại lắm ông nội ơi. Bây giờ nếu như mà nó có mang cái bụng bầu về thì nó, trong bụng nó cũng là cháu nội của ông. Hả? À, không lẽ ông tàn nhẫn ông bỏ? Bây giờ nói chuyện này tiếp phải không? Ờ, nói chuyện này vậy tiếp. Nói với nó đi, tôi đi tôi ngủ. Ê, quỷ già khùng hay sao tự nhiên đi ngủ? Tôi qua đây tôi buồn, tôi rủ ông đi nhậu hay sao tự nhiên ông bỏ ông đi ngủ? Nhậu thì mới ông ngồi. Thì bây giờ ông vô đi rồi tôi mới ngồi. Ngồi thì bây giờ phải có ba mồi đem rượu ra uống. Tôi xuống tôi lấy rượu. À, làm mồi. À, hỏi làm gì cho mất công. Cho nó đi ra chợ nó mua cái gì đem về rồi mình ngồi mình nhắm nhắm uống cũng được vậy. Thôi khỏi. Sao vậy? Nó ra nó tìm cớ rồi nó đi hẹn với bé hai đó hả? Ừ, nó hẹn con bé hai sao được mà nó hẹn con bé hai. Mày đi mua đồ đi. Dạ dạ. Cứ đó đi mua đồ đi. Dạ. Làm sao mà nó hẹn nó được. Nó đi ra chợ á rồi nó gặp cái chị mà bán vịt quay á. Nó nói là bán cho tôi nửa con vịt quay á rồi cái chị chặt á. Thời gian đâu mà nói chuyện với con bé hai. Nó phải đi ra để mà nó đem vịt quay nó mang về đây. Đó, nó phải canh thời gian để nó mang về. Thời gian đâu mà nói chuyện với con bé hai. Làm sao mà nói chuyện được với con bé hai ta? Đúng rồi. Đúng rồi. Không lẽ bây giờ nó nói chuyện với con bé bán vịt quay? Cái gì mà coi vịt quay nữa? Thì nó đang chặt vịt quay, nó mua vịt quay, nó nói chuyện với con bé bán vịt quay. Thôi cha đồ khùng, ngồi xuống đi, bây giờ ngồi xuống đi. Đừng ông có xàm. Ông liệu đó, mai mốt ông liệu đó. Giữa con bé bán vịt quay với con bé hai ông chọn. Không đi, còn lại cha. Vịt quay hoài. Phải chỗ này không bác? Chỗ này, đúng là cổ hẹn chỗ này nè. À, sao giờ này chưa thấy nó tới nữa? Bác. Xin chào cố nhân. Chào sói ca. Chào hối ca. Sao? Đồ hối, có mang tiền tới chưa? Không có gì hết. Mày giỡn mặt với tao hả? Tôi nói thật. Nếu như vậy á, em đem tấm hình đưa cho vợ ông này. Ừ. Khoan đã. Mấy người tưởng đưa những tấm hình đó thì bác bác gái sẽ tin sao? Mày nghĩ tin không? Tao không tin rằng những người phụ nữ nào thấy chồng mình đang nằm với người khác mà không ghét. Con đừng có. Nhưng đó chỉ là do các người gài bẫy bác ba thôi. Đúng là tụi tao gài bẫy đó. Nhưng mà khi mà bà ta thấy, chắc chắn bà ta sẽ điên lên. Tốt nhất hai người nên từ bỏ ý định đó đi. Nếu không tôi sẽ báo với công an tội lừa đảo của hai người trước đây với tôi và bác ba. Không nên rồi. Cái gì? Mày hù tao hả? Hồi xưa tới giờ tao làm chuyện gì cũng sạch sẽ hết, chưa có ai có bằng chứng gì về tao hết. Nếu ông không tin, tôi sẽ cho ông nghe đoạn ghi âm này, ông sẽ tin. Tao nghe hoài hả con? Mày hù tao. Hồi xưa tới giờ tao làm chuyện. Có nhận ra giọng của mình không? Chưa có ai anh có ơi, bằng chứng gì về tao hết. Giọng của mình đúng là tụi tao gài bẫy đó. Được rồi, tao chơi khô máu với mày. Nè, bình tĩnh. Nè, alo. Tao chơi khô máu với mày nha. Đừng. Cái gì? Anh, công an đang truy đuổi mình kìa. Bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách. Giọt lẻ. Anh, mấy người đợi đó. Anh, chờ em với. Nó bị công an theo dõi rồi. Quả báo đó bác à. Ở trong cái chuyện này bác ba cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, không có gì đâu bác. Nhưng mà con phải nhớ là cái chuyện này đừng có nói cho ai biết hết, mắc cỡ lắm nha con. Con biết mà. Ông làm sao làm nha. Ông phải ngăn cấm tình cảm giữa con bé hai với cái thằng đó đó. Chứ không thôi là tình cảm ông với ông Sáu là chấm dứt luôn đó. Bà biết không, cũng vì cái chuyện đó mà tôi với ông Sáu kình nhau mấy lần rồi. Mới làm lành được có mấy ngày nay à, tự nhiên bây giờ nổ ra chiến tranh tiếp. Tôi không biết. Ông làm sao ông làm. Vì quyền lợi của bé hai với gia đình mình, tôi bất chấp tất cả. Tùy bà. Bà muốn làm gì đó bà làm. Chứ bây giờ ông có làm á thì cũng đâu có làm gì được, đúng không? Cái gì? Em nói cái gì? Tía lên máy bay về Việt Nam hả? Ủa bà nè, hình như nó nói ai mới lên máy bay về vậy? Tía nó. Nè, con.
Mới nghe con nói là ba con mới lên máy bay về Việt Nam hả? Dạ, con mới gọi về bển cho con bé Duyên. Nó nói là tía con lên máy bay rồi. Lần trước mình gọi cho ổng tố cáo thằng Hai với con Hạnh, nhưng không gặp ổng, tưởng bao chuyện thất bại, ai về gặp ổng về bất tử. Đúng là ổng trời giúp mình. Ủa bà, sao tự nhiên anh về Việt Nam anh không nói với tôi, không nói cho vợ chồng mình biết là sao vậy? Thì có gì đâu, thì muốn cho bất ngờ vậy mà. Chắc là tía hay tin chuyện con với thơ thất bại, cho nên lo quá về đây luôn. Vậy cũng tốt. Ủa sao tự nhiên bà lại nói vậy? Chứ còn gì nữa, ông Bảy á, giao nhiệm vụ cho ông tìm vợ cho thằng John, mà ông không hoàn thành nhiệm vụ thì giờ anh Bảy về đích thân anh tìm vợ cho thằng John là tốt, là đúng rồi. Sẵn dịp ông về đây, mình tìm cách kép con bé Hai với thằng John Hai luôn. Dù gì ông cũng là bạn thân với ông ba, lẽ nào ông từ chối? Đúng là nhất cử lưỡi tiện. Ông làm gì vậy? Ngồi đây. Hình như con Hạnh nó điện cho thằng Hai hay gì á. À, ông có thấy giữa thằng Hai với con Hạnh có gì khác không? Chứ, khác là khác cái gì? Thì ý tôi nói là hình như hai đứa nó đang hẹn hò với nhau hay sao á. Tía. Ờ, con. Con. Dạ. Bộ thằng Hai nó gọi con hả? Dạ. Hai đứa đang hẹn hò nhau phải không? Ờ, con nhớ nấu cơm nha. Ông, bộ ông không vui khi thằng John Hai với con Hạnh quen nhau hả? Vui thì có vui đó, nhưng mà tôi thấy tôi lo nhiều hơn đó bà. Ý ông nói là gia đình thằng Hai bên Mỹ phải không? Con Hạnh đó, nó gặp được một người tốt như thằng Hai là một điều hạnh phúc cho nó rồi. Nhưng mà tôi sợ gia đình bên đó người ta không chịu, tại vì con Hạnh nó đã có con. Tôi cũng cầu mong sao á cho mọi chuyện được tốt đẹp. Tôi sợ mọi chuyện nó không thành rồi con Hạnh nó tổn thương một lần nữa đó bà ơi. Hai, tía. Tía. Con, con. Dạ, con chào bác Bảy. À, mình đi kế giùm tía. Dạ. Tôi nói rồi đó nghe, tôi không nói chuyện với chả đâu nghe. Trời ơi, không nói thì ngồi nghe cũng được, có gì đâu mà dữ vậy. Nhưng mà tôi hỏi nè, có chuyện gì không mà ông kêu mình ra đây góp vậy? Tôi đâu có biết chuyện gì, tôi cũng như là ông Hà. Bây giờ đâu gọi thử coi hơi coi ông nói chuyện gì. Kìa, ủa, vô ngồi anh. Sao chuyện gì mà anh hẹn tụi tôi ra quan trọng như vậy? Nước tới chân rồi, không có gấp làm sao được. Mà chuyện gì gì? Anh Bảy anh về Việt Nam rồi. Hả? Ông Bảy ông về rồi hả? Ừ, thằng John Hai với con gái nhà tôi ra sân bay đón ảnh rồi. Ồ, chết cha. Thì có gì đâu, ông về ông chơi, chuyện bình thường. Chơi cái gì mà chơi, nếu mà bình thường thì có chuyện gì đâu để nói. Cái này tôi hỏi thằng John Hai rồi, nó nói là ba của nó nghe tin mình làm mai cho nó thất bại, ổng lập tức lấy vé máy bay bay về Việt Nam liền, có phải là chơi không? Chết cha, nếu mà vậy là dính tới tôi tới ông rồi đó. Mà cái tính của cha Bảy từ nhỏ tới lớn rồi, cọc tính lắm á. Lớn chuyện rồi đó. Bởi vì cái lỗi cũng là tại tôi, là tại vì tôi quảng cáo với ổng là tôi nói mình đã tìm được đứa con dâu thuần Việt cho ổng rồi. Bây giờ cuối cùng là không có ra đám ôn gì hết trơn hết trọi. Bây giờ phải tính làm sao đây? Cho nên bây giờ hai anh đã bàn cách dùng đấy. Giờ sao đây ta? Bây giờ nghĩ cách dùng có gì? Có cách rồi. Cách gì? Cách đơn giản nhẹ nhàng thôi. Trước đây là anh Bảy đứng ra trực tiếp nhờ anh chịu trách nhiệm để mà động kiếm vợ cho thằng John Hai. Đúng rồi. Thì bây giờ thất bại anh phải đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động sai trái của anh. Đúng. Tào lao. Tào lao cái gì? Ông Bảy ông nhờ ông chứ đâu phải là ông nhờ hai người tôi đó. Mà ông mới là nhờ hai người tôi. Vậy thì không cách nào ông Bảy ông chửi hai người tôi được. Nhưng mà tụi mình là bạn chí cốt. Cốt ai đi hút? Đúng đó.
ông nói đúng rồi đó. Cốt á là cốt ai đấy hốt á. Ông nghe rõ chưa? Nhưng mà này, ngồi xuống đi. Giận là đứng cao nghiệu khó nói chuyện lắm. Tôi tức, trời ơi, tôi tức. Trời ơi. Rồi bây giờ hai anh có ý gì? Ý gì? Chuyện ai đấy lo. Tía má mạnh khỏe hả con? Dạ, tía má con cũng mạnh hết. Đáng lẽ ra là tía con cũng đi lên đây đón bác. Nhưng mà tối hôm qua tía con bị Tào Tháo rượt. Cho nên là không có đi được. Chà, mệt dữ hen. Dạ. Thôi được rồi, có bay với John đón là được rồi. Được xa xa xôi, ông bà lớn tuổi rồi đi cái về liền mệt lắm. Dạ. À, tía của con Hạnh sao rồi con? Chú ấy đã xuất viện về nhà rồi tía. À, vậy cũng mừng. Tía thấy đói bụng không? Hay là mình dựng cho nó ăn rồi về nha tía. Thôi về luôn đi, tía nôn quá nên không có thấy đói. Dạ đúng rồi đó bác, mình về nhà ăn cơm cho ngon. Chứ bác mới về đây chưa có quen thức ăn ở đây, mà mình ăn thức ăn dọc đường á, sợ mất công bác bị giống tía con nữa. Dạ. Còn cái chuyện tìm bạn gái thật hư ra sao rồi con? Chuyện đó chuyện đó thôi để từ từ, khi nào có thời gian rảnh á anh cho anh kể cho bác nghe sao nha bác. Mà bác gái với lại mấy anh chị ở bển cũng mạnh hết hả bác? Khỏe hết, mạnh giỏi hết con à. Cảm ơn con. Ủa mà bác ngồi máy bay lâu vậy có mệt không bác? Đâu có mệt đâu, quải à. Nhưng mà bác yên tâm đi, kỳ này về dưới quê á hít thở không khí trong lành ở dưới nè. Rồi được ngắm nhìn đồng ruộng xanh bát ngát là con đảm bảo thế nào bác cũng khỏe lại liền. Dĩ nhiên rồi, ngồi trên máy bay bác tưởng tượng cái khung cảnh nhà quê của mình cũng nghe, tự nhiên nó nôn hết mệt liền. Ông làm gì ngoài đó vậy? Thì rảnh tay rảnh chân không có gì làm, ra ngoài coi có chuyện gì mình làm. Ông coi cái gì nhẹ nhẹ mà làm, sức khỏe của ông còn yếu lắm đó. Tôi biết rồi, nhưng mà ông làm thấy nó ngứa ngay tay chân lắm bà ơi. Dạ, thưa tía má. Con. Chàng ơi, hôm nay mặc đồ đẹp, đi chơi hả con? Dạ không có. Tía, hôm nay bác Bảy á mới bên Mỹ về, con qua chào hỏi một tiếng. Mà con đi tay không vậy đó hả? Đâu có đâu, con tính á, trên đường đi con ghé ngay chợ, con mua một chút cá linh về nấu canh chua, bác Bảy thích ăn canh chua lắm. Ở bển người ta mới về á thì con phải mua cái gì mà ngon ngon chút nghe không? Dạ con biết rồi má, con biết mà, bác Bảy á thích ăn mấy món quê hương của mình lắm. Thưa tí má con đi nha. Con đi đi. Dạ. Thấy con Hạnh nó vui nãy giờ á, tôi đâu có dám nói gì với ông đâu. Chuyện gì? Thì cái chuyện con Hạnh nó qua lại với thằng John đó, tôi cũng không biết tía của thằng John ông có chấp nhận hay không nữa. Tôi nghe nói á, ông khó tính lắm, chọn con dâu kỹ lắm đó ông à. Nó khổ cái á, đàn ông có con rồi lấy gái mới lớn là chuyện bình thường, nhưng mà đàn bà đã từng gái gánh rồi khó lòng lắm bà ơi. Bởi vậy tôi mới lo cho con Hạnh, trước giờ nó khổ nhiều rồi, mà giờ nó gặp thằng John hai á thì tôi vừa mừng mà cũng vừa lo. Tôi lo không biết á người ta có chấp nhận nó hay không, lỡ mà không chấp nhận á thì nó lại khổ nữa. Cũng đành thuận theo ý trời chứ biết sao bà, ngăn cản nó thì không đành, còn ủng hộ nó thì sợ. Đó cái rổ này nè, hồi xưa hả tía với bác ba hay ra đây bắt cá lì thia nè. Trời ơi vui lắm đó. Rồi xong cái chiều qua đây bẫy chim, trời ơi nhớ hoài luôn nè. Dạ. Mới về tới bà tía hưng phấn quá ha. Chứ sao. Ê trời ơi, về tới rồi kìa, về tới rồi kìa. Anh Bảy, anh Seven. Trời ơi, anh Seven ơi. Ai? Em kêu anh đó. Là sao tôi đâu phải tên đó. Trời ơi hôm qua em có hỏi rồi, anh Bảy tiếng nước ngoài gọi lại gì, gọi là Seven. À vậy hả? Anh Bảy đó. Dạ. Mà phải thôi, phải gọi anh là Seven thôi, nhận không ra luôn. Phải không? Phong độ quá hả? À dạ. Y như là người nước ngoài vậy đó. Ủa mà anh là người nước ngoài vậy mà. Ông ơi, lẹ lên, ông Seven về rồi nè.
Ừ. Anh Bảy. Ba. Trời ơi, khỏe, chào khỏe, ba. Khỏe, khỏe. Dạ. Khỏe quá, mừng nha. Ừ. À, thôi, ừ, thôi, vô, vô, vô. Thôi, vô. À, vô, 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 vô. Bảy hai. Ủa sao anh hẹn em ở đây vậy? Ừ. Trời ơi, em qua đây kiếm anh á, không thấy anh đâu, chỉ thấy thằng mấy con vịt không à. Ừ. Mà ở chung với mấy con vịt này á mới an toàn á. Bây giờ anh ở tạm đây luôn. Ở đây? Sao lại ở đây? Vô đây, anh nói cho nghe. Là sao? Sao sao giờ anh lại ở đây? Thì hôm bữa hai đứa mình đi chơi xong rồi tía anh biết cái tía anh bắt anh đi Sài Gòn luôn. Vậy là anh không đi Sài Gòn mà anh ra đây anh ở hả? Lúc đầu anh tính tìm chỗ trọ để ở. Mà anh gặp thằng Tèo cái nó cho anh ở đây nè, sẵn rồi chăn đàn dịch cho nó luôn. Trời, vì em á mà anh chịu cực như vậy á hả? Vì em anh chịu cực cỡ nào cũng được hết á. Cho dù anh chân dịch suốt đời cũng không sao hết á. Bậy nè, tự nhiên đang đi học ở trên Sài Gòn cái gì đây chân dịch à? Bộ anh thương em nhiều như vậy á hả? Trời đất ơi, anh mà không thương bé hai thì ai thương? Anh nói thiệt với bé hai hả? Anh thương bé hai giống như cá yêu nước, như là rừng hoang yêu thú dữ, mà nó còn hơn cái con chó mà nó yêu kiết cục. Hả? Cái cục gì? Cái cục xí quách. Anh vô duyên thiệt á. Em đẹp vậy á, với người ta giống như thú dữ với cục xí quách. Đúng là cái đồ vô duyên bền vững khó đào tạo mà. Anh xin lỗi. Thì ý anh nói là anh thương bé hai nhiều á. Vì em á mà anh chịu khổ như vậy. Em thấy, em thấy đau lòng lắm. Vì em, cho dù anh chịu khổ cỡ nào cũng được hết á, miễn sao là anh ở bên bé hai là được rồi. Anh, mà nếu như mà tía anh á mà biết được á, anh gạt tía anh ra đây ở á, rồi sao anh? Thì tới đâu thì hay tới đó chứ biết sao giờ. Miễn là anh được ở gần bé hai thì gì anh cũng chịu hết á. Mà anh nè. Hả? Em sợ á, mình ở gần nhau như vậy riết rồi á anh sẽ chán em á. Ủa sao em biết hay vậy? Anh cũng đang chán nè. Chưa gì mà đã chán rồi hả? Không, ý anh nói á là anh chán cái cảnh mà yêu nhau lén lút như vậy nè. Anh muốn được tự do giống như những cặp tình nhân khác, đúng không? Kìa, em thấy không? Thấy gì em anh? Em thấy một cái ngọn đồi xanh bát ngát kia không? Đồi em có thấy đồi gì đâu. Thì em tưởng tượng đi, cho nó giống phim tình cảm lãng mạn. Thấy không? Anh muốn được cùng em, mình dạo chơi trên đó, xong rồi mỗi ngày mình hái hoa bắt bướm, đến khi hoàng hôn buông xuống. Thôi, được rồi. Em thấy đi xa quá rồi đó. Anh đi xa em quá rồi đó. Tự nhiên bây giờ bắt ngồi tưởng tượng bậy bạ gì đâu không à. Anh giỡn thôi mà. Rồi vô. 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 Một cái đi. Vô. Có một cái mà vô. Dạ. Lâu lâu ấy về gặp nước mắt quê hương chịu không nổi rồi. Đây đi con. Uống hoài anh ơi, ngày nào cũng uống. Sao năm nay vụ mùa sao rồi? Sao gì nữa. Năm nay nước nó ngập mặn rồi. Trời ơi anh ơi, thất bát lắm anh ơi. Vậy
Ê, càng ngày càng khó khăn ha. Đúng vậy anh. Tình hình bây giờ tôi nói anh, dân mình ở đây giống như là ở Quảng Ninh vậy. Gặp ai cũng than. Than như Quảng Ninh vậy. Ê, khổ quá, ai cũng than. Anh Bảy à, sẵn đây à, tôi xin lỗi anh một tiếng. Chuyện gì? Là cái chuyện mà anh tín nhiệm tôi, anh giao cái chuyện tôi lo vợ cho thằng John á, tôi làm được chuyện gì hết á, thật là có lỗi với anh quá. Thôi, lỗi phải gì? Không, tôi nói thiệt, tôi có lỗi thiệt chứ. Tại vì anh em tụi tôi không có điều tra cô gái đó cho kỹ càng, thấy mặc cảm thấy ngại lắm anh ơi. Ôi, nghĩ mình già mà còn gái nữa, thiệt là ngại hết sức luôn vậy. Xin lỗi anh nha, để cho anh phải lặn lội về tận đây á, thật là có lỗi với anh nhiều lắm. Thôi, đừng có để tâm mấy cái chuyện đó nữa. Mà dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hết các anh. Trời ơi, thất bại mà cảm ơn gì anh ơi. Có gì đâu, chúng mày đừng có lo. Rồi giờ vô đi, tất cả đều cảm ơn hết đó. Về thấy khỏe là được rồi. Con rót đi. Là bởi tại vì anh nhìn thấy tấm lòng của tụi tôi đối với thằng John Ho con của anh phải không? Đúng rồi, đúng rồi, tấm lòng là quý rồi. Bây giờ uống đi, bữa nay không say không về. John. Dạ. Làm vài bình nữa đi con. Nào vô. Dạ. Vô. Con mời bé bác. Dạ. Lấy rượu thêm đi con. Dạ. Trời ơi, nhỏ này nó không biết rót, mà nó rót tháp tùng hết trơn à. Để đi lấy rượu ha. Trời ơi, coi cái món cá lóc nướng chùi này làm ngon ghê không. Cá lóc nướng chùi ngon lắm mà nghe. Ra đây thấy thoải mái thì anh nè. Hả? Ra đây rồi mất công. Tí anh cần gì rồi sao? Không có sao đâu, có bác bà gái ở chỗ mà lo cái gì. Sao vậy? Em thấy anh không ăn gì hết trơn á. Bộ không đói bụng hả? Không, có em ở bên cạnh á là anh thấy no rồi. Thôi đi, lúc này anh dẻo miệng lắm luôn á. Em nói anh, chứ lúc nãy anh cũng có thấy em có ăn gì đâu. Thì hồi nãy em ăn ở nhà rồi mới qua chứ bộ. Quà của em đem tới, tí anh vui lắm á. Cảm ơn em nha. Sao anh cứ cảm ơn em hoài vậy? Có gì đâu mà. Thôi, tụi mình đi vô đi anh. Mắc công té nghi ngờ là không có tốt đâu. Vậy thì càng tốt chứ sao. Anh đang định nói chuyện tụi mình cho tía anh biết nè. Thôi đi, không được đâu. Từ từ đã anh à. Sao vậy? Thì tìm một thời điểm thích hợp, rồi mình hãy tính nói tới chuyện này đi. Tía anh mới về mà, để cho bác nghỉ ngơi đã. Thôi vậy cũng được. Vậy mình đi vô nha. Ê, khoan đã, em đi vô trước, anh đi vô sau nha. Thiệt tình. Vô nha. Em đem đồ ăn ra cho anh nè. Thơm không? Thơm quá. Ủa, muỗng đâu rồi ta? Đây, em đút cho anh ăn nè. Ngon không anh? Ngon. Ngon không anh? Ngon, ngon. Ngon, ngon hả? Quá. Em muốn ăn nữa nha. Thôi thôi. Sao vậy? Từ từ, ăn nhiều quá. Tự tay em làm đó. Không nhận á, bà Hà không những đẹp, dễ thương mà còn có tài nấu ăn nữa ta. Mai mốt á, ngày nào em cũng nấu cho anh ăn vậy nha. Để em khám một nửa thôi, còn một nửa để chiều anh ăn. Giờ mà ăn á, chiều không có gì ăn nữa. Thôi, anh cứ ăn hết đi, chị em đem cái khác qua cho anh. Thôi, mất công em lắm. Nhưng mà nhìn bé hai cực như vậy, anh đau lòng lắm. Không có sao đâu mà. Anh vì em á chịu khổ như vậy, em cực chút cũng không có sao đâu. Chị em đem qua nữa cho. Công nhận á, người yêu của anh dễ thương quá. Mà em lén đem đồ ăn cho anh hoài vậy á, không sợ mấy em biết hả? Sợ, vậy cho nên là em mới lén nè. Ủa, anh Tèo. Tèo. Coi bộ tình yêu lén lút của hai người như vậy mà
hạnh phúc hơn công khai ha. Nhìn hai người mà tôi thèm yêu quá à. Cái thằng này lãng mày. Mày yêu thì mày yêu chứ ai cấm mày. Tìm đại một em nào đó rồi yêu đi. Tìm hoài mà có thấy đâu. Toàn ba xí ba đú gì không à. Tại anh Tèo á, kén cá chọn canh quá thôi. Chứ em thấy trong xóm mình á, thiếu gì con gái ế. Ừ đúng rồi, trong xóm mình thiếu gì gái. Ê mày đừng nói với tao á, mày không mê con gái nha mày. Ê vậy vậy mày kêu tao ra ở đây với mày, mày muốn làm gì tao hả? Bậy, mày tào lao rồi. Tao á, tao men. Tao nói thiệt với mày, gái đối với tao là không có thiếu, nhưng mà tìm người hợp á thì không có thấy. Thôi em về trước đây, hai người á ở đây từ từ nói chuyện nha. Ủa sao vậy? Bộ tôi ở đây làm kỳ đà cản mũi hai người hả? Không phải giờ em phải về rồi, sợ đi lâu quá má phát hiện má la chết. Thôi em đi về đi, để má tới anh sợ lắm. Về đi. Bye bye. Ê gì mày, làm tao hết hồn. Trời, người ta đi xa rồi, mày muốn đi theo thì mày đi đi. Cái thằng. Thôi ăn cơm với tao luôn nha. Thôi đi, tôi ăn mất công á, tối nay có người chửi rủa. Không ăn thì thôi. Ủa mà gì ngon vậy? Thịt heo. Ủa sao tao thấy hồi nãy mày ăn mà mặt mày nhăn quá vậy? Thì nó ngon quá. Nè mày ăn thử đi. Thử đi rồi biết liền. Ngon không ngon? Ngon quá mày ơi. Mày không có cảm giác gì hết hả? Sao bây giờ tao thấy nó mặn mày ơi. Nhiều không? Trời ơi nó mặn cả. Cái gì vậy? Ai nấu vậy? Thì bé Hai nấu đó. Thôi kệ, của người yêu mà, nấu sao thì ăn vậy. Ê mà nói nghe nè, tao ở đây á, tía mày có biết không vậy? Tía tao mà biết á là tía của mày cũng biết luôn á. Cảm ơn bạn nhiều nha bạn. Mày cứ vậy không, sau này á có gì tao báo đáp cho mày. Ê mày, đầu ngõ quán bà Sáu mới mở, bán khô mực á. Trời ơi ngon lắm mày ơi. Gì hả? Không ấy. Tối nay vậy nha. Ừ. Ê nhưng mà quán đó vắng không mày? Thì bây giờ không vắng á thì mình đi mua, mình đem về mình nhậu á cái trò dịch này. Hả? Thôi mày đi mua đi. Ủa tại sao tao phải đi mua? Mày đi mua mới đúng á. Trời ơi, tao trốn tía tao mà tao đi ra ổng thấy tao sao? Thôi được rồi, con đi cho ông của nội. Ừ tao đi à. Mà tiền mày ơi. Tiền hả? Mày đãi tao mà. Thôi để tính sao đi, tao trốn nhà tao đi, tao đâu có tiền đâu. Mày á, tao nể mày á. Thôi về nha. Ê, hôm nay hôm nay gặp sao về nha, tạm biệt nha anh bảy nha. Dạ bác. Cảm ơn anh nhiều nha. Sức khỏe nha. Tôi tung về. Cảm ơn. Dạ, bác bá về. Dạ về nha. Anh bảy, vô đây anh. Có đứa nào làm cho tiếng bình trà coi bây? Dạ. Cũng tới hết rồi đó nghe. Ai chà. Dạ, con mời hai bác uống nước. Cảm ơn con. Công nhận con nhỏ này, nó giỏi thiệt là giỏi. Kỹ lưỡng sạch sẽ gọn gàng cái gì đâu á. Đã vậy còn nấu ăn rất là ngon đó. Anh có công nhận không? Vừa miệng lắm. Dạ con cảm ơn hai bác. Phải chi thằng John hai nhà tôi kiếm được con vợ giống như con Hạnh này thì đỡ biết mấy. Tía có ấn tượng tốt với em lắm đó. Em thấy tía anh rất kỳ vọng vào vợ tương lai của anh đó. Nếu mà biết anh quen với em, chắc là bác ấy sẽ thất vọng lắm. Tính của tía anh á, tuy có hơi cố chấp và cổ hủ, nhưng mà rồi anh tin là ông sẽ hiểu và chấp nhận thôi. Nhưng mà dù gì em thấy mình vẫn có lỗi với bác ấy. Chắc thời gian đầu biết chuyện, chắc tía sẽ hơi khó chấp nhận chuyện chúng ta đó. Nếu tía có làm gì khiến em buồn thì em hãy vì tình yêu của chúng ta mà cố gắng vượt qua, có được không?
nữa. Cứ ngóng hoài, từ từ nó về chứ có gì đâu mà ngóng hoài không biết nữa. Không biết sao dạo này nó chưa về, không biết có chuyện gì không nữa. Có chuyện gì là có chuyện gì, nó không về thì tốt thôi chứ có chuyện gì. Sao ông nói vậy? Ba không hiểu gì hả? Nó không về á, có nghĩa là mọi chuyện đều tốt đẹp, nó ở lại nó chơi. Chứ nó mà về á là mệt á. Ừ, ông nói cũng có lý. Kìa, mới dắt nó về tới kìa. Con, thưa tía má con mới về. Ừ, ngồi xuống đây đi con. Dạ. Con à, có sao không con? Ừ, có sao là có chuyện gì hả má? Chuyện con với thằng hai đó, chứ chuyện gì nữa. Con với anh cũng bình thường thôi mà. Rồi vậy còn tía của thằng hai có biết biết chuyện hai đứa quen nhau không? Dạ, bác Bảy chưa có biết. Anh John hai á, anh cũng tính nói cho bác Bảy biết, nhưng mà con nghĩ là thôi đi, nên con cản ảnh. Sao vậy? Má, bác Bảy mới về tới à, cũng còn mệt lắm. Để cho bác Bảy nghỉ ngơi vài hôm đi rồi tính. Con tính vậy là hay đó. Đúng rồi, mình phải lựa thời điểm thích hợp để mà nói cho ông biết, như vậy mới tốt hơn đúng không con? Tía đúng ý con quá à. Thôi, tía má ngủ sớm nha, con vô thay đồ cái. Đi đi con. Dạ. Ông à, rồi tía thằng hai á không quên con Hạnh nhà mình thì sao? Bà cứ tối ngày nghĩ gì đâu không à. Nếu không ưng thì từ từ tính bà ơi, để tôi rối quá. Sao tôi thấy lo quá à. Bác Bảy mua nhiều đồ quá à. Ở bển cũng suy nghĩ nhắm hết rồi. Ta nói mỗi người chút xíu vậy thôi, để cho có tình nữa mà. Dạ. Thì coi bác tính rồi, đã gửi cho gia đình ông Mỹ Địa nè, Út Tý nè, Út Thân nè. Tía đang phân phát quà cho mọi người hả? Thì tình làng nghĩa xóm mà, lâu lâu về có chút đỉnh thôi. Vậy tía còn dư chai dầu đâu tía? Cho con hai chai đỡ nha tía. Dầu của con cho hết rồi. Dạ. Cái này hả tía? Cái này có nơi có chậu hết rồi. Tía còn dư ở trong mấy chai kìa, để tía đưa cho. Dạ. Tặng người nào mà có phước quá vậy ta? Đâu có tặng ai, tặng bạn thôi. À gì hả? Dạ. Ê chà, anh cho anh hai tặng cho ai á, người đó có phước lắm á. Thế nào á, nguyên năm người ta cũng sẽ đòi bệnh hết đây. Vậy bé hai thích không? Anh nhường cho một chai để cho bé hai cũng tặng cho ai đó. Thôi để anh tặng đi chứ thôi. Em được rồi. Trời ơi, khó mọc quá trời luôn. Đó anh thấy không, bây giờ khổ lắm, không biết làm sao mà nói luôn á. Giờ cỏ nó mọc hết về thôi, bây giờ trồng đậu bắp vậy đi. Trồng đậu bắp không thì đâu có được. Không lẽ ăn đậu bắp chấm chao hoài sao? Rồi bây giờ mình phải nghĩ ra cách, chứ bây giờ nó đã ngập mặn rồi, tôi cũng biết sao để mà nói nữa. Bây giờ phải tính toán để cải tạo là làm sao, chứ cứ để gì đâu được đâu. Giờ kiếm cách xả nước ngọt vô. Không, bây giờ xả nước ngọt vô đó. Theo kinh nghiệm của tôi là coi như là phải xả nước ngọt vô rồi xới đất lên, bón phân cho trồng lúa mới được. Không thôi trồng ba cái đậu bắp này ăn được bao nhiêu ngày? Chỉ ngắn ngày thôi. Khổ vậy. Đó anh thấy sao? Về quê mình á, đi xe ngựa cảm thấy thoải mái không? Đã ngứa chưa? Cảm giác rất là đã. Tôi còn tưởng mình là công tử nữa. Đó nó vậy đó. Ngày xưa con đường này đất đỏ không à, bây giờ tráng lại và sạch sẽ ha. Ta nhớ hồi xưa hả, đi lộ trình thấy ớn luôn á. Hồi xưa chỗ này toàn nhà lá, bây giờ toàn nhà xây nhà tô không. Thì anh cũng nghĩ thử coi, anh đi hơn một chục năm rồi, bây giờ anh mới trở về mà đúng không? Thì đương nhiên nó phải có thay đổi rồi. Đi hướng này là tới ha. Ê, tôi thấy cái hướng này hình như nó hơi quen quen. Hướng nhà ông Sáu chứ gì nữa. Tôi cố tình vậy mà. Mà tôi không hiểu hai ông già sao, có chuyện xích bích gì á, coi như là gặp nhau không có đá động thôn nào hết là sao.
Vậy thì cũng là chuyện của mấy hai con tôi với thằng Tâm, con trai của thằng Chả đó. Thôi, tôi nghĩ già rồi, đừng có gì cái chuyện nhỏ mà hai ông mít lòng với nhau, thấy không? Tôi cũng không có muốn, nhưng mà tôi không thích cái con đường này. Thôi, thôi mình đi ngõ khác đi. Thôi, bỏ qua đi, đi ngõ này nha, nghe tôi một lần đi. Dạ. Sao con không để bển cho tía con để đưa cho người ta cho nó đủ? Tía con mua nhiều lắm, ai cũng có phần hết á, chú yên tâm đi. Cảm ơn con nha. Dạ. Trái cây đây. Dạ, con mời tía má. Anh, ăn đi. Cảm ơn em. Dạ, con mời chú thím. Ăn đi con. Anh ăn đi. Dạ. Con ăn đi. Nè. Nè ba. À con, tía con ông biết chuyện hai đứa quen nhau rồi ông có nói gì không? Dạ, tía con chưa biết. Con cũng đang tìm cách để nói chuyện với tía con đây. Nếu mà tía con phản đối thì sao? Dạ, con sẽ tìm cách nói cho tía con hiểu. Với lại con nghĩ con đã lớn rồi, con có quyền quyết định cuộc đời và hôn nhân của con chứ. Con sẽ không làm cho Hạnh phải thiệt thòi hay là khổ sở nữa đâu. Con Hạnh á thì nó khổ sở nhiều lắm rồi, nên chú thím cũng không muốn nó khổ nữa. Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Dạ con nghe tía. Tía má, tía má đừng hỏi chuyện ảnh, má không ảnh khó xử đó. Gọi nó ở lại ăn cơm nha con. À, Trúc ở lại đây ăn cơm luôn nghe. Dạ. Dạ. Đúng rồi đó, để em vô bếp em kho cá rồi em nấu cơm cho anh ăn nha. Vậy để anh phụ em. Biết nấu không mà phụ. Chút nữa đi rồi biết. Đi. Vậy đi. Dạ, con xin phép. Ừ. Anh nè, tía má em á lo cho em nên mới hỏi vậy thôi. Anh đừng có suy nghĩ gì nha. Em khờ quá, anh hiểu mà. Cha mẹ nào mà không có thương và lo cho con cái của mình. Em phải hứa với anh là cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được buông tay anh ra. Thằng chó với con Hạnh. Thôi mà, tôi hiểu chuyện của hai ông rồi. Bây giờ không lẽ cái chuyện mà xích mích có chút xíu à, tình nghĩa mấy chục năm bây giờ là mà thù hằn tới vậy hay sao? Đúng rồi, hôm nào bây giờ là bộ ba có nhau, rồi giờ hai ông giận, rồi tôi ở cửa giữa cái tôi buồn muốn chết luôn hà. Thâu đi. Rồi bưng ly lên, cùng cái cho có tình có nghĩa đi. Coi kỳ không, coi hai người lùm, hai người lùm như là hai cái phao câu dịch á, anh nhìn thấy ghê không? Nè, cái mặt người ta nghe, chứ không phải là cái gì đâu mà anh dí vậy anh bác. Dí gì mà như cái phao câu, mặt ông mới giống phao câu á. Nè, nói phải lựa lời nghe. Thôi. Thấy chưa? Bây giờ hai ông nè, tao nói giận nhau như vậy trong bụng có vui không? À, có vui không? Vui cười cái quay. Hai cái đầu giống nhau vậy mà không biết tối ngày giận nhau hoài. Thôi bây giờ nghe tôi nè, suốt đời á mà nếu làm như vậy hoài không nhìn mặt nhau á, không rồi tối lửa tắt đèn không có nhau á mà bỏ nhau được á thì làm, còn không á quề với nhau đi cho nó vui vẻ tình làng nghĩa xóm, nghe không? Nghe lời tôi đi mà lâu lâu tôi mới về, phải không anh? Chơi với nhau rồi chơi cầm với nhau lên. Từ hồi còn tắm ở chuồng để mình đi vui coi. Bây giờ quê húc. Bây giờ nè, bây giờ uống đi. Chuyện gì tính sao? Đó thầy không. Đó vô. Vậy mới vui chứ. Từ hồi nhỏ tắm mưa ở chuồng mà mày còn giận nữa rồi. Cái ông này là nguyên đám tắm mà. Ông này nè đi theo là lấy cái thun đội bắn của ông này nè, nhớ không? Ông này lũng đứt cá, ông này dành đó. Ừ đó cơ. Đó. Thôi mà vậy là hay rồi đó. Thật là thoáng mát ghê. Lâu lâu anh đi xuồng ghe vậy anh thích không? Ừ, thích chứ. Ở bên kia người ta có bến tàu du lịch nữa đó. Còn Phụng là sao? Thì xa xưa tới giờ người ta kêu vậy sao biết được. Chúc con bệnh chơi đi.
Bữa nay hên cho anh là trời mát đó.